Lên mọi người, thì hiện tại em là một diễn viên. Diễn viên truyền hình, cũng là một diễn viên trên sân khấu kịch nói. Bởi vì làm Trang thì Trang hay có cái cảm giác muốn nó có một cái cảm giác an toàn. Nhưng lúc đầu nó bị cuốn rằng là bởi vì là còn làm công sở nữa, thành ra là cũng chỉ muốn là làm một cái gì nó an toàn, trông nó tự nhiên, nhẹ nhàng, bình thường thôi. Nhưng mà lại có một cái rất hay ở một cái bà chủ phong cách này là bởi vì cô ấy lại tư vấn cho mình là em sẽ thêm vào cho chị những cái trend của năm nay, nếu như mà em chỉ thêm một chút thôi, để chị vừa có một cái mức độ là an toàn để chị có thể đi làm, nhưng mà lại có một chút phong cách chơi chơi một chút của cái trend của năm nay. Thì mình bảo là thôi chị rất là hoàn toàn tin tưởng, em cứ thử đi. Và đúng là thực sự là làm xong là trời quá nhìn mình kiểu, có nghĩa là đây là một cái dáng lông mày mà mình trước đây là mà thật là mình đã từng làm, nhưng mà đúng thật là vào tay nghề của mỗi một người khác nhau. Và đúng là khi mà vào tay nghề của vốn của bà chủ thì mình thấy rằng là nó đúng là cái phong cách của bạn rồi, nó rất là khác. Và thực sự là mình thấy rằng là đó, khi mà mình làm một cái gì mà nó mang đến cho mình một cái cảm giác nó mới lạ ấy, giống như là cái kiểu là mình trải nghiệm ấy, thì đó là một điều thú vị. Mình không nên ở cái mức an toàn quá. Vâng ạ. Mình cứ hãy trải nghiệm, cứ hãy thể nghiệm khi mà mình còn trẻ, còn đẹp và còn có thời gian để mình có thể trải nghiệm đi.